Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm kem xoài nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đấy các bạn ạ. Đây ạ, những que kem xoài ngon như thế này nhá. Kem xoài dừa rất là ngon mịn như này. Mình mời các bạn cùng thưởng thức món ăn với mình nhé. Ngọt mát dễ ăn. Để làm món kem xoài này nhé, thì các bạn chuẩn bị cho mình 3 quả xoài ạ, một ít dừa sợi nhé, kem xoài dừa đấy ạ, và đường, các bạn cho mình 3 thìa canh đường, sữa đặc các bạn cũng cho mình khoảng 3 thìa canh sữa đặc nhé, thì chút nữa mình sẽ cho sau, và sữa tươi các bạn cho mình khoảng 100ml sữa tươi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình thái xoài để mình đem đi mình xay nhé. Cái dừa sợi này mình cứ để đây, đường, sữa, mình sẽ gọt xoài để mình thấy ra. Đây là xoài chín cây ở nhà mình đấy ạ. Xoài này của nhà mình là chín cây ấy, rất là ngọt luôn, cho nên là mình thể dùng cái thìa các bạn khía như thế và mình sẽ lấy được cái phần xoài nhé, cho vào cối. Một quả thì mình sẽ thái ra các bạn nhé, nhỏ ra. Mình xay 2 quả thôi. Vì kem ấy thì chúng ta muốn cho ngọt ạ. Và kia xoài này nhà mình đã là ngọt rồi, nhưng mà mình vẫn cho vào đây 3 thìa canh đường các bạn nhé. Sữa tươi có đường 100ml. Sữa đặc thì chúng mình cho sau cũng được nhé, vì mình cho cái cối này đã hơi đầy rồi. Là mình sẽ xay nhuyễn cái phần xoài này lên. Rất là sánh mịn như thế này. Các bạn cho mình sữa đặc vào đây nữa nhé. 3 thìa này sữa đặc. Đều lên. Các bạn sẽ cho mình cả cái phần xoài xay này nữa, xoài thái miếng đấy. Đây các bạn, mình chuẩn bị những cái khuôn nhé, để mình sẽ cho cái phần kem vào. Bây
Bây giờ mình sẽ múc cái phần kem này vào nhé. Sau khi mình đã ấy đầy rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho phần dừa lên trên. Dừa lên. Cái phần khuôn này của mình ấy, thì cái này nó bị bục nên là mình cho bằng cái túi bóng ạ. Bây giờ mình sẽ cho cái phần que vào, cắm que vào các bạn nhé. Mình sẽ để trong ngăn đông ấy từ 5 đến 6 giờ tùy theo tủ lạnh nhà các bạn đông nhiều hay đông ít nhé. Đây này, mình cắm vào. Rồi, mình sẽ cất vào tủ lạnh 5 đến 6 giờ sau mình sẽ lấy ra để mời các bạn cùng thưởng thức ạ. Đây các bạn, thành phẩm của mình nhá. Và sau khi mình đã để được trong ngăn đá được 5 giờ các bạn ạ, bây giờ mình sẽ lấy ra là có thể thưởng thức. Các bạn có thể để chờ một tẹo để cho nó đông ra, hoặc là mình chuẩn bị một bát nước để mình nhúng vào nhé, như thế này ạ, thì nó sẽ nhanh ra kem nhé ạ. Quay khác vào, còn có một chút cho một thịt. Có thể làm kem này mình để trong tủ lạnh mình ăn dần ạ. Thế à, bây giờ mình sẽ rút que kem ra các bạn nhé. Sẽ rút rồi. Đây, cái que này nó có cái túi bóng ấy, thì chúng ta có thể rút bỏ cái túi bóng này ra nhé. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm được những que kem xoài như thế này nhá. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.